Hello, Ngọc Lục xin mến chào tất cả các anh chị em đến với diễn đàn sáng nay của Ngọc Lục ở Sydney. Giờ hiện tại khoảng là 9 giờ 15 sáng, ngày thứ năm, 27 tháng 8 2020. Hôm nay mình cố gắng đến sớm mà cũng không có sớm lắm, có nghĩa là cũng cỡ 9 giờ hơn anh chị em, không có sớm lắm. Ngọc Lục chia sẻ liền đi ha, chứ mình chỉ có khoảng khoảng 20 phút thời gian ngày hôm nay thôi. Thì giấy triệu tập là giấy gì mà tự nhiên trong nước đang tuôn ra một cái loạt giấy triệu tập đến cho những người dân của chúng ta? Hôm qua khi mà Ngọc Lục đăng lên một trong những cái giấy triệu tập đó, thì có một vài người bạn vô cho hay là đây không phải là giấy mời mà là giấy triệu tập, nó khác nhau. Vậy thì nó khác nhau ở cái gì, nó khác nhau ở điểm nào, và vì sao, và trường hợp nào là giấy triệu tập và trường hợp nào là giấy mời? Ngọc Lục Google cái chữ triệu tập nhưng mà nó không có ra cái nghĩa triệu tập là cái gì hết anh chị em. Triệu tập có nghĩa là mình chiêu hồi hả, mình kêu người đó phải đi đâu, đi làm cái gì hả? Họ giải thích đó, theo như một trong những người ở trong trong cái Facebook đó, họ giải thích đó là triệu tập đó, là bắt buộc phải đi, còn giấy mời á là cái mình có quyền từ chối. Ô vậy à, Ngọc Lục chưa bao giờ nghe cái chữ triệu tập bao giờ, giấy triệu tập bao giờ, ngay cả trong văn bản tiếng Anh cũng như là văn bản tiếng Việt. Đây là lần đầu tiên mà mình nghe, mình thật sự là hơi bị sốc luôn, thấy cái chữ triệu tập đó. Triệu tập giống như là một cái từ để mà diễn tả ngoài quân đội hả, triệu tập quân đội coi như là quân sĩ đâu, chúng ta lên đường chiến đấu với giặc, đánh giặc ngoại xâm phải không, mình mới có triệu tập chứ. Người dân làm gì mà bị triệu tập, người ta bị tội gì mà bị triệu tập? Ngay cả người ta có tội, ngay cả người ta có là một cái người mà bị nghi nghi can là cái tội hình sự, đúng không, thì cũng chỉ là mời người ta đến điều tra mà thôi. Nếu như mà có giấy, mình kêu là giấy xét nhà hay là giấy bắt người đó, thì phải có một cái trắc tòa, thì nó kêu là cái warrant search. Giấy trắc tòa một là giấy xét nhà, hai á, là giấy bắt người, tại vì cái người đó chống cự, không có hợp tác. Còn cái giấy triệu tập này, như anh chị em thấy trên cái timeline của Ngọc Lục chia sẻ, hai cái tờ giấy triệu tập. Thứ nhất là của một người em gái ở tỉnh miền Tây, Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Thứ hai là của một người cha linh mục ở ngoài tỉnh Đồng Nai. Ngọc Lục xin phép không có đọc tên cha, tại vì tên cha tới 5 chữ nó dài quá, Ngọc Lục không có ghi xuống, cho nên mình không có muốn đọc sai tên của cha. Nhưng mà anh chị em có thể vào timeline của mình để coi cái giấy triệu tập của tỉnh nhân dân, công an nhân dân hả, công an nhân dân, công an của nhân dân đó, triệu tập cha như thế nào, với cái lý do là coi như là tàng trữ những cái tàng trữ những cái thứ mà là đánh phá chính quyền đó, lật đổ chính quyền đó. Anh chị em nghe ghê gớm không, tàng trữ văn kiện mà tới lật đổ chính quyền đó. Chính quyền này nó dễ lật đổ lắm ha, chỉ một tờ giấy là lật đổ được rồi, chỉ một cây viết là lật đổ được rồi, chỉ một lời nói là lật đổ được rồi. Vậy sao quý vị sống dai quá vậy, 45 năm nay sao thấy quý vị không chết cho rồi đi, sao vẫn còn ngồi đó vậy? Rồi Ngọc Lục trở lại ha. Thứ nhất, giấy triệu tập nếu không phải là giấy mời đó thì phải là một cái giấy trắc tòa, subpoena, giấy trắc tòa subpoena để mà mời cái người đó ra tòa cho chứng cung. Nhưng mà thường thường đó, những cái trường hợp đó là những người đó chỉ là nhân chứng mà thôi, họ không phải là người phạm tội. Nếu như mà người đó là người phạm tội đó thì phải có một cái warrant search, là một cái người đó phải có một cái tờ giấy kêu là tờ giấy bắt người hay là tờ giấy xét nhà. Còn như chỉ khơi khơi mời đến điều tra đó thì phải lịch sự, phải đàng hoàng, phải lễ phép, phải tôn trọng người ta. Muốn mời người ta đó phải cho người ta có thời gian, không thể nào đưa giấy mời hôm nay bắt người ta ngày mai phải xuất hiện. Và trên cái giấy mời đó không được hù dọa, không được hăm dọa, có cái yếu tố hăm dọa trong đó là không thể nào chấp nhận được. Không thể nào nói nếu mà chị, anh chị không đến thì chúng tôi sẽ xử theo pháp luật. Pháp luật gì ở đây? Quý vị công an đang mời chúng tôi đến để mà hỏi chuyện đúng không, tìm hiểu về một cái sự việc nào đó có phải là sự thật hay không, thì quý vị phải lịch sự với chúng tôi.
phải tỏ ra là người trí thức, phải tỏ ra là người biết chuyện và phải tỏ ra là người hiểu biết, tôn trọng người ta. Thứ nhất là cái điểm đó là phải tôn trọng người ta, cho người ta có cái thời gian để mà sắp xếp bao nhiêu công việc nhà, công việc con cái, công việc việc làm. Đâu có ai mà rảnh mà ngày hôm trước đưa giấy mời mà ngày hôm sau bắt buộc người ta phải đi. Người ta có quyền từ chối. Mặc kệ đó là giấy triệu tập, mặc kệ đó là giấy mời. Quý vị muốn chúng tôi đến một nơi nào đó, chúng tôi có quyền từ chối. Và chúng tôi phải đi với một cái sự tự nguyện, cái lòng tự giác là muốn đóng góp để mà điều cho giải quyết một cái sự điều tra nào đó. Đừng có áp lực ở đây. Đừng có để cái chữ triệu tập ở trên cái tờ giấy nó như là một cái hình thức đó là bắt buộc người ta phải đi. À, tiếng hú của xe cứu thương anh chị em. Thì đó, mình hiểu rõ cái từ là mời và bắt buộc rồi ha. Như vậy thì đó, cái tỉnh công an ở Đồng Nai và cái tỉnh công an ở Trà Vinh đó đang tỏ ra cho mọi người dân trong nước thấy rằng họ có một cái quyền lực tuyệt đối là họ triệu tập ai người đó phải đi. Họ triệu tập ai thì người đó phải đến. Không đi không đến là trái pháp luật. Pháp luật. Pháp luật gì ở đây? Pháp luật là tại vì họ đã viết ra những cái bộ luật mà nó hoàn toàn vi hiến, nó không có hợp hiến với cái hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị hãy đi mở ra cái hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi. Điều 23 của hiến pháp nói cái gì? Người công dân có quyền đi lại bất cứ nơi nào trong đất nước mà không có cần xin phép. Như vậy thì tại sao một người chỉ đi từ nhà của cô ta đến một nơi là nhà thân của cô ta, cũng là hai nhà thôi, một người một bên là nhà mẹ, một bên là nhà bà ngoại, thì quý vị cho rằng đó là phạm vô cái chuyện mà là phạm vô cái nội quy trong cái thời gian quản chế. Quản chế của một người sau khi ra tù có ghi rõ là khi ra khỏi cái nơi mình cư trú đó thì phải xin phép, đúng không? Và cái người đó đó theo mình nghĩ chắc có lẽ là cũng thường xuyên phải là trình diện, có nghĩa là một tháng một lần chẳng hạn, để báo cáo coi trong một tháng vừa qua mình đã đi đâu và mình đã làm gì. Tại sao không đợi đến cái ngày một tháng thời gian đó hay là cũng cái ngày quy định nào đó để cho người ta báo cáo người ta đã đi đâu, người ta đã làm gì mà cần phải triệu tập gấp rút như vậy? Cái đó là một hình thức sách nhiễu tinh thần, khủng bố tinh thần mà một người trong nước họ không thể nào chịu được đâu anh chị em. Họ sẽ thấy giống là khủng hoảng và họ thấy sợ, họ thấy hoang mang, họ thấy lo âu. Không những vậy mà những người trong gia đình cũng thấy như tương tự như vậy đó. Cho nên á, cái chiêu bài này á, là một cái chiêu cố tình khủng bố tinh thần của gia đình, khủng bố tinh thần của hàng xóm, khủng bố tinh thần của cái người trong cuộc. Để chi? Để cái người đó mãi mãi luôn luôn là sống theo cái sự kìm kẹp của cái nhà cầm quyền. Anh chị em nào ở trong tỉnh miền Tây đó thì khủng bố chứ còn gì nữa, đúng rồi đó Khiết Ngân. Thì anh chị em nào sống ở miền Tây đó, các bạn có thể còn nhớ đó là tỉnh Trà Vinh hiện tại này nè. Tên gọi là tỉnh Trà Vinh nhưng mà trước đây đó không phải là tỉnh Trà Vinh. Trước đây là chỉ là một cái thị xã, một cái thị trấn. Thị xã Trà Vinh và thị xã Vũng Liêm đó là một trong những cái thị xã dưới cái tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long là một cái tỉnh lớn ở trong miền Tây. Cho nên, và sau này đó, cái thị xã Trà Vinh đó được đổi lại thành tên là tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long là một tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long và xin lỗi, Vũng Liêm, thị xã Vũng Liêm hiện tại đó và Trà Vinh ngay bây giờ cũng rất là gần với nhau anh chị em. Mặc dù nó thuộc về nếu mà họ đã đổi tên rồi đó thì là thuộc về hai tỉnh nhưng mà nó rất là sát với nhau. Còn trước đây đó, Trà Vinh với Vũng Liêm đều là thị xã trong một cái tỉnh Vĩnh Long mà thôi. Đúng là tỉnh Vĩnh Long đó Khuyến Ngân.
Như vậy thì xin thưa với đồng chí Nguyễn Minh Vũ, người mà đứng đầu ở trong cái nó kêu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Công an đó, người mà đã triệu tập cái giấy đưa ra cái giấy triệu tập đó, thì ông ta đã lạm dụng quyền lực, ông ta đã lạm dụng cái quyền công an trị để mà bắt buộc người dân phải tuân thủ, phải đến theo đúng cái giờ điểm giờ hẹn để cho họ điều tra, trong khi một cái sự việc họ đã biết rồi, họ đã thấy rồi và đã xảy ra trong suốt một năm nay, là cô em này đã từng đi tới đi lui, đi tới đi lui giữa nhà mẹ và nhà ngoại, không cần phải xin phép, không cần phải báo cáo và cũng chưa một lần bị mời gọi. Nhưng mà vì sao hôm nay họ mời gọi? Câu đó là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải lưu ý ha. Vì sao hôm nay bỗng dưng có một có nhiều cái giấy triệu tập mà không còn là giấy mời nữa nha. Trước đây còn thấy là giấy mời này, giấy mời nọ. Bây giờ dẹp luôn giấy mời, bây giờ là triệu tập mà thôi. Bạn Bảo Ngọc nói là từ khi giải phóng đến giờ ở Việt Nam chỉ có tự do khủng bố. Phỏng giái hả? Sao không có dấu Ngọc Lục đọc, không biết phải không vậy? Phong giai luôn rồi, nữ tướng Ngọc Lục. Cứ cho rằng đó là một cái giấy mời. Thì làm ơn cho chúng tôi thời gian ít nhất 7 ngày hoặc 14 ngày để sắp xếp công việc đúng không? Đâu phải ai ai cũng rảnh ngồi ăn thất nghiệp hàng ngày để mà khi mà có cái giấy mời đó là phải xuất hiện ngay. Anh chị em thấy không? Ở bên đây á, muốn mời ai đi đám cưới, đám tiệc gì đó, phải mời trước một tháng đó anh chị em. Mời một tuần người ta không đi đó. Tại vì người ta tự ái, người ta nghĩ là người ta bị mời cuối cùng là tại vì có nhiều người khác đã từ chối và cần con số nó đầy đủ cho cái buổi tiệc đó, cho nên người ta bị mời trễ. Cho nên mình rất là ngại mời ai ở trong cái đất nước tự do này. Alright, tiếp tục. Như là Ngọc Lục thấy lần trước có chia sẻ với cô em gái Minh Mẫn á, lúc mà tâm sự ở trên cái diễn đàn đầu khoảng tháng 8 năm nay đó anh chị em. Chị ơi, cộng sản luôn xài lược rừng mà chị. Hello, dạ chào, cảm ơn Khuyết Ngân. Thì cô ta có chia sẻ như thế này là trong cái thời gian mà quản lý đó, chị làm gì mà Facebook không thông báo cho tôi? À, Quân Chương, Facebook sáng nay không có thông báo cái livestream của chị Trần Ái Thị Á Liên cho mình nhé. Mình đang giận nhé. Là tại vì Facebook à, tôi rất là yêu mến cái livestream của Trần Thị Á Liên mà tại sao không thông báo cho tôi? Bây giờ nửa đêm cổ làm livestream tôi cũng dậy, tôi phải share mới được. Họ cố tình đó anh chị em. Bây giờ họ biết được những người mình theo dõi là ai. Họ cố tình họ không thông báo. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Quân Chương không có nhận được thông báo livestream của mình. Gần đây mình thay livestream cũng thường xuyên đó. Mà hình như Quân Chương không có biết. À, thế lạ nha. Mình phải tìm ra cách khác mới được. Phải tìm cách nào để mà đấu lại với Facebook mới được. Thôi, nhắc tới Việt Cộng là tôi thấy xôi gan. À, Thu Trần nói là như vậy. Không bao giờ đội trời chung với Việt Cộng. Thời đại bây giờ cộng sản vẫn còn chấm chấm chấm. Xin lỗi chị, em không có đọc tiếp được cái câu nói kế tiếp. Thì cô ta có chia sẻ như thế này là trong cái thời gian mà quản chế sau khi mà ra tù 8 năm vì cái câu nói Việt Nam, xin lỗi, vì câu nói là Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam đó, là cô ta cần phải xin phép nếu mỗi khi mà đi làm răng ở Sài Gòn á và không đi quá 10 ngày. Và mình có hỏi là ủa vậy thì một năm nay em có từng bao giờ đi ra khỏi đi Sài Gòn để làm gì chưa, thì cô ta mới nói là đi làm răng đó, một một trong những lý do đi Sài Gòn là để làm răng mà thôi. Mình cũng mong là cô ta sẽ đi làm răng một chuyến sau này để lấy ra cái hàm mà mình kêu là nó là niềng răng đó anh chị em, thì sẽ có một cái hàm răng rất là đẹp ha. Mình sẽ hy vọng là cổ sẽ xuất hiện trên livestream riêng của cổ để cho anh chị em thấy một cái gương mặt đẹp khả ái nó như thế nào. Rồi đó là chỉ là duy nhất cái lần mà cô ta đã từng rời khỏi cái tỉnh Vĩnh Long đó để mà lên Sài Gòn với lý do là làm răng. Hộ chiếu thì bịch tịch thu. Trong tay không có gì hết. Cô ta có thể được làm được gì? Cô ta có thể đi đâu?
ngoài đi qua nhà ngoại, rồi về nhà mẹ, rồi đi qua nhà ngoại, rồi đi ra chợ, rồi vô nhà. Anh chị em thấy không? Tự do đi đứng của người ta đâu có được, quá là hạn chế rồi. Mà còn đàn áp tinh thần, còn khủng bố tinh thần, còn ra giấy triệu tập này, giấy mời nọ. Tuy rằng chỉ là một giấy mời thôi, nhưng mà người trong nước họ rất là nhạy cảm, họ không muốn dính líu với cái nhà cầm quyền này. Họ không bao giờ muốn bị mời gọi, họ không bao giờ muốn có những cái tiếng gõ cửa của công an. Họ sợ lắm anh chị em. Người miền Tây họ rất là sợ đối diện với công an. Họ sợ công an đến cửa nhà, trước cửa gõ cửa nhà, đến xét nhà, không có một cái tờ giấy của tòa án nào cả. Họ toàn quyền công an trị của họ đến gõ cửa nhà, vô mở máy vi tính, lấy điện thoại, cướp máy vi tính, tất cả mọi quyền hành mà họ có thể làm được để mà tra tấn đàn áp một người dân bình thường và vi phạm cướp bóc tài sản riêng tư của người ta ngay trong nhà của người ta luôn. Anh chị em thử hỏi, nếu mà Cộng sản Việt Nam làm đúng theo như cái hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì cái việc làm của công an trị ngày hôm nay đó, đó là vi hiến. Người dân có quyền đuổi họ ra khỏi nhà, người dân có quyền phản kháng. Có một lần Ngọc Lục có thấy có một cái clip nào hay là một cái hình ảnh nào đó, người dân đã tự châm lửa ngôi nhà của mình, hay là đốt như một cái khoảng khách, cái area nào, cái khoảng nào đó mà làm cháy mấy người công an. Thật sự người ta có thể làm như vậy. Nếu mà người ta quá sợ cho cái sự an nguy của mình, bỗng dưng có một người nào đó lạ mặt đến nhà cướp bóc, hà hiếp, đánh đập. Nhưng mà bất hạnh thay, đó là đất nước Việt Nam được cái sự bảo vệ của luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trái với hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngọc Lục xin mở ngoặc chút xíu để nói về cái vấn đề hiến pháp. Chúng ta thường nghe những cái diễn đàn ở trên hải ngoại kêu gọi đó là phải xóa đi cái điều 4 hiến pháp, đúng không? Tại vì điều 4 hiến pháp là cho Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quyền làm kêu là độc đảng để mà cai trị đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nhưng mà thật ra đó anh chị em, chúng ta đọc kỹ là cái trong cái hiến pháp đó, và chúng ta hiểu rõ được một điều đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi hiến từ ngay cái điều 4 hiến pháp ở trong cái hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngay từ cái điều 4 hiến pháp. Vì sao họ vi hiến? Là vì họ không bao giờ làm đúng theo cái điều 4 hiến pháp mà họ đã ghi ra. Ngọc Lục đã làm một cái livestream đó rồi, xin lỗi không phải livestream, đó là lần đầu tiên Ngọc Lục làm cái video clip về điều 4 hiến pháp. Nhưng mà không phải là kêu gọi là xóa bỏ điều 4 hiến pháp, tại vì họ là độc đảng, tại vì là họ toàn quyền cai trị, mà tại vì điều 4 hiến pháp là một cái quất nhục của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu nói những việc họ làm đó là quất nạn, thì điều 4 hiến pháp là quất nhục. Họ dựng ra cái điều 4 hiến pháp để cai trị đất nước, nhưng mà họ không bao giờ tuân thủ, thực hiện theo những cái yếu tố trong cái điều 4 hiến pháp. Anh chị em đọc lại cái điều 4 hiến pháp nhé. Nếu mà Ngọc Lục có giờ, Ngọc Lục sẽ làm lại cái chủ đề đó. Không phải chúng ta chỉ khơi khơi kêu gọi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, mà chúng ta phải chỉ ra cho họ thấy rằng điều 4 hiến pháp là quất nhục của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại vì họ không bao giờ làm theo cái điều 4 hiến pháp. Nếu mà họ làm theo được cái điều 4 hiến pháp thì cũng được đó. Chúng ta thấy tổng thống Lý Quang Diệu là một tổng thống rất là tài giỏi, đức độ của Singapore. Ông ta là một tổng thống độc tài đó quý vị, nhưng mà tại vì ông ta có tài có đức, biết thương dân, cho nên đất nước người ta mới đi lên. Nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo điều 4 hiến pháp và làm theo như những gì ông ta họ nói trong cái điều 4 hiến pháp đó, từ A, B, C, D, E, F, G gì đó, hình như nó có tới 8 yếu tố trong đó đó anh chị em, thì đất nước Việt Nam ngày hôm nay không có tồi tệ như vậy đâu. Ngọc Lập đóng ngoặc lại cái phần điều 4 hiến pháp đó nha. Rồi ở đây chúng ta muốn chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề quyền lực, vấn đề công an trị. Họ đã lạm dụng cái quyền lực của người công an và họ đang khủng bố tinh thần của người dân.
nếu mà những người dân trong nước đó, hay là nhiều người dân trong nước, hay là chúng ta có được 3% của người dân trong nước đó sử dụng cái quyền à, cái hiểu biết về bất tuân dân sự đó, là chúng ta không có trao quyền cho cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam này, không có trao quyền cho cái những người công an trị này. Khái niệm về trao quyền hay là quyền lực, Ngọc Lục xin tha thiết mời anh chị em phải nghe lại cái clip của chị Trần Thị Ái Liên. Có bốn từ bốn chữ trong cái clip đó là quyền lực bền vững. Anh chị em phải nghe lại cái clip đó nếu mà chưa nghe. Cô ta chia sẻ rất là hay. Thế nào là quyền lực, thế nào là quyền lợi và thế nào là trao quyền. Ngọc Lục ví dụ một cái nha. Trao quyền có nghĩa là mình ra lệnh cho ai đó làm một cái việc gì. Mình ra lệnh cho con mình làm một cái việc gì. Kêu con phải đứng lên, hay là kêu con phải quỳ gối chẳng hạn, ở Việt Nam hay làm như vậy đó, hay là kêu con phải khoanh tay, nhưng mà đứa con đó nhất định không khoanh tay, thì anh chị em nghĩ đứa con đó có trao quyền cho cái người phụ huynh đó không ạ? Rồi cũng có một đứa con khác bị cha mẹ kêu là khoanh tay xin lỗi, đứa con nó ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi. Như vậy thì anh chị em nghĩ là cái quyền lực đó nằm ở đâu? Quyền lực đó nằm ở trong đứa con hay là quyền lực đó nằm ở trong cái người phụ huynh này? Anh chị em tự tự suy nghĩ nhá, rồi tự coi lại cái livestream đó về quyền lực. Ngọc Lục có thể vắn tắt, đó là quyền lực đó là nằm trong đứa con, dù cho đứa con đó có khoanh tay xin lỗi, tại vì họ tự nguyện họ trao cái quyền cho cái người phụ huynh, và cái người phụ huynh này tưởng là mình ngon, tưởng là mình hay, là tôi có quyền với con của tôi kêu thì nó làm, nhưng mà thật sự không phải, là tại vì đứa con này đồng ý để mà làm, trao quyền cho người phụ huynh đó. Và trở lại đứa con đầu tiên, đứa con đầu tiên không có trao quyền cho người cha người mẹ, và đứa con đó đã không có khoanh tay, không có xin lỗi. Cho nên kết thúc đó là kết luận đó là quyền lực vẫn nằm trong cái người yếu thế, là họ có trao quyền cho cái người mạnh hay không. Tuy nhiên đối với cái xã hội chủ nghĩa, xã hội Việt Nam ngay bây giờ đó, người dân cảm thấy là mình không có quyền nữa, coi như là mình bất lực đó anh chị em. Mình cảm thấy mình là bất lực bởi vì cái công an trị này họ quá ghê gớm đi. Họ luôn luôn khủng bố mình, họ luôn luôn làm phiền mình, họ luôn luôn quấy nhiễu mình, sách nhiễu mình với mọi hình thức, không những chỉ riêng cá nhân mình. Họ làm phiền đến những người thân trong gia đình của mình. Đó là những cái lý do mà người dân trong nước phải tuân theo những gì họ nói, phải trao quyền cho họ một cách không có cam lòng. Rất là nhiều người đã xuất hiện ở những cái đồn công an theo những cái giấy mời đúng không? Tại vì sao? Tại vì họ lo rằng đó, họ không có làm theo đó, họ không có đi theo cái lời mời gọi đó đó, hay là cái lời mình kêu là dùng cái chữ nặng hơn là triệu tập đó, thì họ sẽ bị còn làm phiền mãi mãi, gia đình của họ sẽ bị làm phiền mãi mãi, và họ có thể bị phạt hành chánh, có nghĩa là bị phạt tiền đó anh chị em. Bây giờ vả quá rồi, kinh tế xuống quá rồi, bây giờ phạt được ai thì cứ phạt. Chỉ cần đưa ra một cái lý do là cô không đến là tôi phạt cô 50 triệu, là hoảng hốt là bà con sẽ hy sinh cái quyền của mình, sẽ trao quyền là tôi sẽ đến ngay ngày đúng hẹn để tôi đừng có bị phạt 50 triệu. Gia đình nghèo quá mà làm sao có tiền để mà đóng tiền phạt. Đến đây thì Ngọc Lục có một chút xíu tâm tư về cái chữ mà ngôn luận tự do đó anh chị em, tự do ngôn luận, nó nói ngược lại là ngôn luận tự do. Mình phải thông cảm cho những người trong nước, họ đã không có được cái quyền tự do ngôn luận đúng không? Họ không thể nói được những gì mình nói. Những người hải ngoại này nè, chúng ta có thể nói được, chúng ta có thể lên tiếng được giùm cho họ. Xin vui lòng hãy giúp một tay, hãy giúp một chân, hãy giúp một tiếng nói. Nói giúp cho những người Việt Nam, những người mà không thể nói được như các bạn. Thay vì các bạn lo các bạn đi nói chuyện của ông Trump, các bạn hãy san sẻ cái thời gian của mình để nói chuyện Việt Nam, để nói cho người dân Việt Nam hiểu rằng những người Việt Nam đó họ đang mất cái gì, họ đang có cái gì mà họ bị mất và họ nên làm cái gì. Ở đây Ngọc Lục cũng muốn mở ngoặc là khi mà người ta nói các bạn nên làm cái gì, các bạn có quyền đi biểu tình, các bạn nên xuống đường. Đừng bao giờ đổ thừa, đừng bao giờ đánh phá cái chữ xuống đường đó anh chị em. Đừng bao giờ nói là kêu xuống đường, kêu biểu tình đó là sai. Ngọc Lục thấy rằng
Đó là cái quyền căn bản của một con người khi muốn nói lên cái chính kiến của mình với một cái nhà cầm quyền, không có gì khác hơn là đi biểu tình. Một cái quyền rất là tự nhiên mà tại sao lại đổ thừa là người hải ngoại tối ngày cứ đi kêu người dân trong nước xuống đường biểu tình rồi làm cho người ta bị bắt. Anh chị em phải hiểu rằng cái nguyên lý nó như thế này. Người bắt người dân đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đánh đập người dân đó là công an trị. Người dân hải ngoại không bao giờ đánh đập người dân, không bao giờ kêu người dân phải đi chết, không bao giờ muốn cho người dân phải đi ngồi tù. Nhưng mà vì sao quý vị phải ngồi tù? Quý vị ngồi tù là tại vì quý vị đang sống trong cái thể chế rất là bất hạnh của cái độc tài Cộng sản Việt Nam. Quý vị phải hiểu rõ rằng không có ai muốn cho quý vị phải sống như thế này. Chúng tôi đều muốn cho quý vị sống tự do như chúng tôi. Cho nên không thể nào mà nói rằng kêu xuống đường, kêu biểu tình là đưa người dân đi chết và người dân bị ở tù là tại vì người hải ngoại. Cái điều đó sai. Chúng ta phải đi 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 tận gốc của nó, đó là cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam bắt người, bỏ người dân đi tù vì lời nói của họ là Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai, công an đã làm sai. Mình phải lên án công an, mình phải lên án cái nhà cầm quyền này. Mình không nên lên án những anh em làm diễn đàn hay là những người lên tiếng cho Việt Nam ở bên hải ngoại. Họ đã bỏ nhiều thời gian công sức của họ để lên tiếng, để kết nối. Thì không thể nào cho rằng họ cố tình gây hại đến người dân trong nước. Cái việc mà khi nào xuống đường, khi nào biểu tình và khi nào làm gì đó thì người dân trong nước phải sáng suốt và phải nhận định ra đâu là thời điểm, đâu là đúng lúc mà hành động với nhau. Không thể nào đổ lỗi cho một người đang ngồi làm diễn đàn bên đây như là anh Tân Thái hay là anh Benny Trương. Ngọc Lục phản đối cái chuyện đó vô cùng. Chúng ta chỉ cần hiểu một việc thôi, đó là biểu tình là cái quyền của người công dân trong một đất nước khi mà không đồng ý với chính quyền ở một cái điểm nào đó. Không còn cách nào hết. Một là đình công, hai là biểu tình. Ngọc Lục thích nhất là đình công. Tôi đình công hoài à. Mà tôi thấy rất là hữu hiệu. Trong gia đình cũng vậy anh chị em. Chúng ta không cần phải chửi rủa nhau. Không cần phải gây lộn một tuần 4 ngày như là Quân Chương nói. Chúng ta chỉ cần đình công thôi. Cả nhà quýnh hết, sợ hết. Thật sự Ngọc Lục thấy là nó hữu hiệu đó. Trong cái vấn đề đình công mà mình nói đó. Bữa một ngày đó Ngọc Lục, các bạn mà không có làm gì hết cho gia đình đó. Không nấu ăn, không giặt giũ, không dọn dẹp. Các bạn thử nghĩ đi. Bao nhiêu công việc đó ai lo? Các bạn thử làm đi. Phụ nữ đó, thử làm đi. Cứ đình công cho tôi. Đình công ở trong gia đình. Đình công ở ngoài xã hội. Đình công ở công việc làm. Đình công ở học đường. Các bạn có thể dùng cái bất tuân dân sự đình công đó ở khắp mọi nơi. Không phải là chỉ là đối với cái nhà cầm quyền đó đâu. Cho nên á, cho nên đó Ngọc Lục nghĩ á là cái Ngọc Lục mở mặt nói thì vấn đề thứ hai là nói về Trump á, ha, nói về Tổng thống Trump á, Tổng thống Mỹ á, của Hoa Kỳ á. Ngọc Lục thấy có một điểm đáng tiếc như thế này nè. Có rất là nhiều người ghi những cái status ở trên Facebook đó là họ nói là họ buồn quá, họ cảm thấy thất vọng quá, là người Việt hải ngoại của chúng ta đó chỉ thích mà một bên thì yêu Trump, một bên thì ghét Trump, đánh qua rồi đánh lại, rồi đánh tới rồi đánh lui, rồi bỏ rơi cái công việc ở bên những người dân trong nước đang rất là cần mình. Dạ, chị đình công không nấu ăn, chị chơi ác quá. Quân Chương nói đúng đó. Ngọc Lục đã làm rất là nhiều lần và bây giờ không ai dám làm gì Ngọc Lục hết trơn đó. Tại Ngọc Lục đình công một cái là coi như là đất trời sụp đổ, phải không? À, tại mình là gia chánh trong gia đình mà, mình mà không đi làm là đất trời cũng sụp đổ luôn. Cho nên Ngọc Lục chia sẻ với anh chị em rất là thật nhá, không cần chửi lộn nhá, không cần đánh nhau nhá. Một tuần đánh nhau 4 ngày thì còn gì mà sống nữa anh chị em. Ok, đình công một ngày trong một tuần thôi cũng đủ rồi. Right. Cho nên á, Ngọc Lục được gia đình rất là yêu quý mình. Và không hiểu gì sao á, gần đây nè, tự nhiên cái người nhà kêu mình làm livestream đi. Cái mình nói, ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên tôi muốn làm thì tôi làm chứ tự nhiên đi kêu tôi làm livestream làm sao? Cái nói là tại muốn nghe. Cái mình mới nói, đâu được. Bao giờ mà có chủ đề thích hợp, bao giờ mà cái cảm xúc của mình muốn nói thì mình mới nói chứ tự nhiên kêu tôi nói là tôi nói là cái gì? Anh chị em thấy đó, lúc đầu nói á, thì kêu mình đừng nói. Tới lúc mà mình nói rồi đó, rồi mình muốn ngưng á, thì kêu mình sao bữa nào không nói đi.
Cho nên mình mới nói là cũng lạ lắm chị em, có nghĩa là đời người vô thường phải không, có chuyện, có nhiều chuyện lạ lắm. Rồi mở ngoặc nói về Trump, à, bên bên yêu và bên ghét đúng không? Có một người, một số người cho rằng là cái việc mà đại dịch này đó, một số người 170.000 người chết ở bên Hoa Kỳ đó là do cái sự thất trách của Tổng thống Trump. À, rất là kêu bằng cái gì, rất là thú vị nha anh chị em. À, tại vì Ngọc Lục nghĩ á, cái nguyên nhân gì đâu mà chúng ta phải sống trong cái đại dịch ngày hôm nay, từ hồi đầu cuối năm 2019 cho đến bây giờ là đã tháng 8, cuối tháng 8 2020 rồi. Ngọc Lục đã mất hết một thời gian, một năm, gần một năm trời á, à, từ tháng 3 hả, xin lỗi, mới có nửa năm thôi anh chị em, là không có làm việc gì để mà ra tiền. Mình phải thật sự nói như vậy. Mình có đi làm nhưng mà mình làm những công việc mà mình không nghĩ đó là cái nguồn lợi tức chính của mình. Thật sự là Ngọc Lục không có nhận công việc nữa. Là tại vì sao? Vì Ngọc Lục phải để cho mình một cái thời gian rảnh. Khi nào trường học nó kêu phải đem mấy em học sinh về nhà đó, là mà Ngọc Lục có thời gian để mà đem về nhà liền. Tại vì mình bận quá thì mình không thể nào lo được cho những đứa con, cho gia đình của mình nó chu đáo. Cho nên nguyên cái năm nay nè, Ngọc Lục nói là Ngọc Lục phải để cho mình rảnh và mình chỉ làm những công việc phụ mà thôi. Mình không thể nào tiếp tục cái công việc chính của mình được, bởi vì mình không thể một lúc làm nhiều việc cùng một lúc. Đang một lúc làm công việc chính, rồi trường học kêu con đem con về. Thật sự không làm được anh chị em, không lo sể. Mình không thể bỏ khách hàng của mình cũng không thể bỏ con của mình, cho nên mình chỉ chọn một và hai mà thôi. Và Ngọc Lục đã chọn con của mình, cho nên Ngọc Lục vẫn cho mình cái thời gian rảnh. Có nghĩa là cái công việc không có bị ràng buộc đó. Tại vì á, thư ký thì Ngọc Lục có, họ lo rồi. Cho nên Ngọc Lục không cần phải xuất hiện đúng 9 giờ sáng và về đúng 5 giờ chiều. Có nghĩa thời gian của mình nó rất là thoải mái. Nhưng mà cái lợi tức của mình á, thì nó không có thoải mái đâu nhé. Ok, à, không phải là lên đây để than thở. Nói về Tổng thống Trump, đại dịch làm chết người không phải là do Tổng thống Trump, không phải là do Thủ tướng Morrison, cũng không phải là Thủ tướng Anh Boris, không phải Thủ tướng Tổng thống nào cả, mà là do dịch tại Vũ Hán Tàu Cộng. Nó đã gieo rắc tất cả quốc gia trên thế giới này. Không có hiểu được cái vấn đề nó, cái nguyên nhân, cái gốc rễ nó đến từ đâu. Và đi đổ lỗi cho một người vị tổng thống, đi đổ lỗi cho những người nguyên thủ của một quốc gia đang từng ngày nhức đầu để mà đối phó với những cái đại dịch này. Không những vậy đó anh chị em, họ nhức đầu để mà đối phó với tài chánh, phải nuôi những người công dân trong đất nước của họ một cách cực khổ. Mà chúng ta không bao giờ cảm thấy thương tiếc họ ha. Chúng ta lại chỉ trích họ. Chúng ta chỉ trích họ là tại vì á, chúng ta nghĩ là chúng ta có cái quyền tự do ngôn luận. Chúng ta được quyền chỉ trích chính quyền. Đúng, các bạn có quyền chỉ trích chính quyền. Tại vì những người đó là những người của công chúng mà. Nhưng mà các bạn phải nghĩ rằng á, trong cái giữa đại dịch này nè, những người mà lãnh đạo á, đứng đầu đất nước đó, họ còn nhức đầu hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Mình không san sẻ cho nhau thì thôi, mình đừng có đổ thừa. Cái văn hóa đổ thừa của người Việt mình, Ngọc Lục thấy nó rất là nặng nhá. Không tìm ra nguyên nhân, không tìm ra lý lẽ, cứ lo đổ thừa người này, cứ lo đổ thừa người kia để mà chạy tội, để mà tìm ra coi như là cái sự giả dối, cho rằng đó là tôi làm chuyện này là tại vì cái chuyện kia. À đúng rồi, đến đến đây thì Ngọc Lục xin chia sẻ như thế này. Ngọc Lục có làm một hình như là mình nghĩ là mình làm cái clip quá chứ không phải làm livestream, tại hôm đó mình xấu xí quá. À, Ngọc Lục đang đi du lịch đó anh chị em, thì sáng sớm mình thức sớm hôm đó lắm mà bị mất ngủ, đêm đêm trước bị mất ngủ, không có trang điểm gì hết á, không dám làm livestream, thì Ngọc Lục mới làm cái clip khoảng đâu mười mấy phút thì phải, mười mấy 20 phút á. Cái chủ đề nó là hai sai không thể là đúng. Anh chị nhớ nha, hai sai không thể là đúng. Quân chương nói là đảng Đông Kỳ Mỹ đang lợi dụng mọi thứ bệ hạ Trump và phải. Hai sai không thể là đúng như thế này nè. À, chúng ta có toán học á, là khi mà trừ nhân trừ thì thành cộng đúng không? Thì mình tưởng đâu cái lý lẽ đó là đúng.
Nhưng mà thực tế ngoài đời đó, hai sai không thể nào đúng. Là tại vì á, một người sai, người đầu tiên mà bị sai đó, người thứ hai cũng làm việc sai luôn, thì người thứ hai đó không có quyền cho rằng tại vì người đầu tiên làm việc sai cho nên tôi cũng làm việc sai là tôi đúng. Chẳng hạn như là hai anh em đang đánh với nhau, thì bố mẹ mới hỏi là tại sao con đánh em, thì cái đứa lớn nó nói là tại vì em đánh con trước cho nên con đánh lại. Anh chị em thấy cái lý lẽ nó sai không? Nó sai ở chỗ đó là tại vì đứa em đánh tôi, đứa em sai, nhưng mà tôi đánh lại là tôi đúng. Đứa em đánh bạn, đứa em sai, nhưng mà đứa bạn đánh lại đứa em, bạn vẫn sai như thường, cho nên hai sai không thể là đúng. Đó là cái vấn đề mà Ngọc Lục muốn nói ở cái chỗ về cái chỗ bên Tổng thống Trump đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái việc sai của cái cố gắng tìm ra là Tổng thống Trump coi như là không có trách nhiệm để mà lo cho người dân trong nước, cho nên đến tới gần 200.000 người bị chết vì cái đại dịch này. Chúng ta muốn nói rằng ổng sai và chúng ta chỉ trích như vậy là chúng ta đúng đúng không? Chúng ta thật sự cũng đã sai luôn. Là chúng ta không có nghĩ rằng là đó là do cái đại dịch của Tàu Cộng nó reo rắc khắp mọi nơi và do truyền thông của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc nó đã dìu dắt ngày hôm nay mà người Việt tị nạn Cộng sản thật sự luôn ở khắp nơi trên thế giới này chỉ vì một bên đánh Trump, một bên bảo vệ Trump mà thành ra chia rẽ và thành ra không còn ai quan tâm đến Việt Nam nữa, chỉ lo cho Trump là đủ rồi, chỉ lo cho cái cuộc bầu cử ngày tháng 11 này là đủ rồi. Ủa vậy rồi sau cuộc bầu cử mình phải làm gì anh chị em? Vậy là xong rồi hả? Dạ, Trump thành công là coi như là nửa bên kia là thành công, còn nửa bên kia là thất bại là coi như là xong rồi phải không? Ok, Ngọc Lục không phải mở diễn đàn để nói về Trump đâu nhé. Làm ơn anh chị em đừng thắc mắc vấn đề đó, đó. Tại vì Ngọc Lục có ủng hộ, chỉ là tinh thần thôi, chứ Ngọc Lục chẳng làm gì được cả. Và Ngọc Lục cũng không có thích chia sẻ những bài viết về Trump hay là gì hết. Tại vì á, thời gian của Ngọc Lục nó rất là hạn hẹp, cho nên Ngọc Lục muốn dành trọn vẹn cho Việt Nam mà thôi. Cho nên anh chị em nào có kết nối với mình đó thì phải nên nhớ rằng phải có bài viết hay là chia sẻ cái gì trong cái timeline của mình về Việt Nam thì tôi mới nhận lời kết bạn, chứ anh chị em cứ để trống trơn trống trải mà vô cứ chị ơi kết bạn với em thì làm sao Ngọc Lục kết bạn được. Ngọc Lục đâu có muốn kết bạn với một cái Facebook giả hay là một người không có nói gì hết. Ok, đồng ý là các bạn có Facebook giả đi, nhưng mà Ngọc Lục không biết là bạn là giả, nhưng mà bạn có chia sẻ thì chứng cho Ngọc Lục thấy đó là bạn thật sự có quan tâm, thật sự có để ý đến những cái gì mà xảy ra trong đất nước Việt Nam thì mình mới dám kết bạn với bạn được chứ. Còn mấy ông Tây mà biết tiếng Việt của tôi ơi, làm ơn đi, ông viết tiếng tiếng Anh rất là giỏi, tôi đọc mà tôi còn rúng động á. Huống chi là mấy cô gái mà 16, 17 tuổi thì làm sao mà chịu nổi. Khen nào là nụ cười đẹp, khen nào là gương mặt xinh, rồi khen nào đủ thứ trên đời hết. Ngọc Lục lên đây đâu có phải là để cho mấy người khen khuôn mặt đẹp hay là nụ cười xinh đâu ạ. À. Nhưng mà quý vị có hiểu tôi đang nói tiếng Việt không mà quý vị đòi kết nối. Nhưng mà lại viết những cái câu tiếng Anh rất là lịch sự và những cái lời văn rất là bóng bẩy nha. Cho nên mình phải nghĩ đó là người thật sự là người Tây chứ không phải là người Việt đâu anh chị em. Có lẽ là họ họ có nhờ cái Google dịch ha, ngồi nhờ cái Google Translate, còn mình nói tiếng Việt này làm sao mà họ dịch được ta? Có cái máy dịch hả? Ok, thôi đi anh chị em, bây giờ Ngọc Lục nói nhiều rồi, tóm tắt lại chủ đề triệu tập. Triệu tập theo Ngọc Lục nghĩ, một á là giấy mời, hai á là phải hình thức của cái trát tòa bắt người, còn ba đó là subpoena, là triệu tập đi ra tòa để mà cho chứng cung. Nếu mà không phải một trong hai trong ba đó đó thì giấy triệu tập này nó chỉ là một cái giấy bình thường mà thôi, nó chẳng có gì quan tâm đâu anh chị em, chỉ một cái tờ giấy bình thường mà thôi, nhưng mà có thể hù dọa được người trong nước, có thể làm lớn chuyện được cho người trong nước. À, Ngọc Lục thích nhất là Cha Tân đó, trước khi mà Cha Tân đi đâu á, Cha Tân đều thông báo với mình đúng không, Cha Tân đang đi chỗ này nè, và khi mà Cha Tân về đó Cha Tân cũng không bao giờ im tiếng, Cha Tân thông báo lại là Cha Tân bị cướp cái này nè và Cha Tân đã về nhà an toàn rồi. Cho nên chúng ta phải có một cái sự liên kết, kết nối chặt chẽ với nhau. Đừng bao giờ âm thầm xuất hiện ở đồn công an mà không có nói cho ai biết là mình đi đâu. Đừng bao giờ nhận được cái giấy mời và đi giấu giếm và không bao giờ dám để lên Facebook. À, Ngọc Lục cũng có một cái câu chuyện là về vấn đề dân sự thôi anh chị em. Là có một cái người quen ở, người mà mình chỉ quen biết trên Facebook thôi, mà mình biết là người của miền Tây đó. Khi mà họ bị một cái bất công trong vấn đề dân sự đó, vấn đề về
hợp đồng với nhà nước mà chưa có đến thời hạn mà nhà nước đòi lấy lại á, thì họ bị oan ức quá, họ mới để lên Facebook cái tờ giấy mà đòi lấy lại cái chỗ mà làm việc á. Họ mới ghi là quá bất công cho gia đình của tôi. Thì trong lúc mà Ngọc Lục làm livestream về chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa mà mình quay lại cái video clip của trong cái laptop của mình đó, thì mình chỉ ngồi mình nghe thôi chứ mình không phải là mình nói. Thì Ngọc Lục mới thấy cái news feed của một người đó đó nó nổi lên, thì Ngọc Lục mau mau mới bấm share. Và mình chưa có chụp hình lại cái tờ giấy đó và mình chưa có đọc nữa, mình chỉ thấy là bất công cho gia đình của tôi thôi, thì mình bấm share. Và sau đó Ngọc Lục lại đi quên cái câu chuyện đó, và tới ngày hôm sau Ngọc Lục trở lại để coi coi bất công chuyện gì. Thì không ngờ là đã bị lấy xuống rồi anh Trang. Và Ngọc Lục điều tra hỏi tới tiếp á, là biết rằng á, là họ lấy xuống là không phải gì ở bên Việt Nam tự động lấy xuống, mà là do những người ở bên hải ngoại này nè điện thoại về Việt Nam đó kêu người thân mình lấy xuống đi. Tại sao cái việc này là cái trong gia đình mà đi để lên mạng xã hội? Anh chị em thấy nó oan ức ở điểm này hay không? Nó oan ức ở chỗ đó là người Việt Nam đang cố tình muốn lên tiếng, họ đã tập dần lên tiếng nói, nhưng mà người bên hải ngoại này nè lại cố tình kêu họ im tiếng. Và những người đó là những người lớn đó nha. Dạ. Im tiếng để mà cho qua ngày qua tháng. Cho nên á, Ngọc Lục đã từng ghi những cái status đó là quý vị có muốn không lên tiếng thì chỉ một mình quý vị không lên tiếng mà thôi. Những ai lên tiếng thì hãy để cho người ta lên tiếng. Không ủng hộ thì thôi, đừng bao giờ cản chân người ta đi. Đừng có dẫm chân lên nhau mà đi. Xin hãy đồng hành với nhau, không đồng hành thì hãy im lặng. Tại vì á, mình là cái người hải ngoại, tự nhiên cái người trong nước họ cho mình những cái quyền hành tuyệt đối, là có quyền quyết định giùm cho họ đó anh chị em. Có nghĩa là cái người hải ngoại này nè, nói một tiếng đó, nó có nó kêu là cái gì? Hay à, tự nhiên quên mất chữ rồi. Có nghĩa là người ta sẽ nghe mình đó. Thì bởi vì mình biết là người ta sẽ nghe mình, cho nên á, mình không có trực tiếp là kêu người ta phải làm cái gì. Mà mình chỉ hướng dẫn đó là cái này là cái lợi của mình, cái quyền của mình, và mình thấy được thì mình làm. Chứ nếu mình trực tiếp mình kêu người ta làm cái này đó mà người ta chưa có hiểu gì cả đó, và người ta làm đó, cái giá trị, và cảm ơn anh Phong nói là cái giá trị, thì người ta sẽ nói là, người ta sẽ bắt đầu đưa cái văn hóa đổ thừa vô. Tại chị kêu tôi làm cho nên tôi mới làm. Người ta không có hiểu là ồ, thì ra là tôi phải làm như vậy. Đến khi nào mà người ta tự giác, người ta hiểu rõ cái quyền của người ta, cái lợi của người ta. Tại vì không có ai muốn làm gì mà không có lợi ích của mình. Phải có lợi ích của mình thì người ta mới làm. Cho nên anh chị em muốn nói một cái gì đó thì phải nói theo cái lợi ích của cái người đối diện đó thì người ta mới làm. Muốn yêu cầu người ta làm cái gì cho mình đó, phải tìm cách nối theo cái hình thức đó là em làm việc này là em có lợi, thì tự giác người ta sẽ làm tại vì cái lợi của người ta, chứ không phải tại vì người ta bị bắt buộc mà người ta làm. Nhá. À, Ngọc Lục mong là đó, những bà con ở bên hải ngoại này nè, chúng ta đừng bao giờ đàn áp thêm cho những người dân ở trong nước. Chúng ta hãy ủng hộ tinh thần họ. Họ có làm việc gì đi chăng nữa, có nguy hiểm gì đi chăng nữa, xin hãy ủng hộ tinh thần của họ. Họ cứ tuyệt thực thì mình cứ ủng hộ tinh thần tuyệt thực của họ. Đừng bao giờ nói là tuyệt thực chi chết hả mày. Coi như là đó, mình đừng có bao giờ lấy cảm xúc của mình đó, mình đi phán quyết cho cái người, cái việc làm của người khác. Xin hãy tôn trọng họ. Xin hãy tôn trọng họ bất cứ những cái việc vì làm, mọi hình thức anh chị em. Họ có tuyệt thực cũng phải tôn trọng họ. Họ có xuống đường cũng phải tôn trọng họ. Họ có đi đồn công an cũng phải tôn trọng họ, và họ không đi đồn công an cũng tôn trọng họ. Họ có để lên Facebook, xin hãy tôn trọng họ. Đừng bao giờ nói là chuyện này là chuyện gia đình. Nói làm chi? Trên mạng xã hội đâu ai giúp gì được mình. Quý vị chưa từng được giúp sao quý vị biết? Quý vị chưa có kết nối với ai cho nên không ai giúp quý vị. Đó là lẽ đương nhiên rồi đúng không? Ok, văn hóa không khuyến khích. À, dạ đúng đó Quân Chương, văn hóa không khuyến khích. Thì là văn hóa đổ thừa, rồi văn hóa không khuyến khích, rồi là tùm lum hết. Rồi, cảm ơn Thanh Diệu, đó là Ngọc Lục dễ thương. Đó, cho Ngọc Lục kết thúc cái đó đi. Ngọc Lục, xin lỗi anh chị em mấy giờ rồi? Cho 10 giờ sáng rồi, Ngọc Lục phải đi vào làm. Ngọc Lục hôm nay có cái hẹn cũng sớm lắm đó, 10 giờ có cái hẹn đó. Ok, cảm ơn và xin hẹn lại anh chị em một diễn đàn khác nhé. Cảm ơn tất cả 40 mấy 50 bạn nãy giờ theo dõi liên tục. Cái diễn đàn của mình cũng khá là dài đó, 45 phút ngày hôm nay. Thì cảm ơn sự nhẫn nại của anh chị em, những cái chia sẻ, cũng như là cảm ơn bông hồng của anh Benny và những cái trái tim, những cái bông hoa của các anh chị khác, Thanh Diệu nữa nè.
rồi mong mỏi rằng trước khi Ngọc Lục đi, mong mỏi rằng anh chị em hãy truyền đạt về cho người dân trong nước hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái tình cảm của mình như thế nào, để họ hiểu rằng đó bên cạnh họ đang có chúng ta, bên em đang có tôi. Xin đừng sợ hãi, hãy làm theo những gì mình nghĩ là đúng và cứ tiếp tục mà đi, đừng bao giờ lùi bước. Vô quá trễ rồi hả? Dạ đúng rồi, vô quá trễ. Ngọc Lục đã 10 giờ sáng bên Úc, anh chị em thông cảm nhé. Rồi cảm ơn những cái lời comment rất là dễ thương của anh chị em. Nhiều người Việt hải ngoại bị bệnh sợ cộng sản nên người ở Việt Nam hơn người Việt Nam. Đúng luôn Quân Chương. Họ hay nói sợ không về Việt Nam thăm gia đình. Vậy họ lại chê người trong nước yếu đuối. Cái đó là hơi kêu bằng cái gì ha? Cái đó là một cái sự ngụy biện. Dạ, ngụy biện cho cái việc họ làm. Ngụy biện là không lên tiếng là vì tôi muốn về thăm quê hương đất nước của tôi ở Việt Nam. Nhưng mà họ là ngụy biện cái chuyện đó là lên tiếng Việt Nam rồi đâu có lợi gì đâu à. Nếu có lợi hay không thì anh chị em hãy thấy ha, mình phải coi những cái kết quả, cái thành tựu của mình đạt được. Ngọc Lục thấy là cha Tân rất là thành công ở cái điểm là cha Tân luôn thông báo với chúng ta những cái nơi, địa điểm cha Tân đến và cha Tân về, cho nên chúng ta luôn luôn ủng hộ cha Tân và theo dõi cha Tân và luôn chia sẻ cho cha Tân. Anh chị em có làm livestream người khác á, những là anh chị em trong nước á, nhớ giúp những người trong nước chia sẻ giùm nhá. Tại vì á, khi mà họ lên tiếng làm livestream đó là họ đã có một cái vấn đề gì uất ẩn trong lòng đó, uất ẩn trong lòng đó. Ngọc Lục đang theo dõi ngày hôm nay, anh chị em phải theo dõi sát những người mà có giấy triệu tập nhé. Có thể là họ làm livestream đó, mình không có biết được, nhưng mà Ngọc Lục tin rằng họ sẽ làm đó, họ sẽ làm giống như cha Tân vậy đó. Cho nên mình phải theo dõi sát những cái giấy triệu tập đó nha anh chị em. Tinh thần quan tâm của nhau trên cộng đồng mạng là có thật. Và cảm ơn anh Benny Trương. Anh Benny Trương cũng là người thật. Rồi, Ngọc Lục xin đa tạ tình cảm của anh chị em đến với mình ngày hôm nay, trong cái diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta phải chia tay nhau rồi nhé. 1 giờ bổ ích với Ngọc Lục. Dạ cảm ơn anh Phong. Cảm ơn anh Phong lúc nào cũng quan tâm, ủng hộ cũng như là ghi những comment. Trời ơi, rất là hữu ích cho những người đọc để họ thấy rằng ở trên cộng đồng mạng này những cái lời chia sẻ đó thật của những người thật và có những cái sự quan tâm ở trong đó, chứ không phải là một cái ảo giác nào mà tại vì cái máy nó không thể nào ghi ra được những cái tình cảm mà anh chị em đã ghi đâu. Cái máy đó họ có thể ghi là những cái văn hóa tục tĩu của cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đánh sẵn những cái từ đó rồi. Mà anh chị em nghĩ rằng á, Ngọc Lục đã có hứa là sẽ chia sẻ về vấn đề tự do ngôn luận đó đúng không? Thì nudity á, là hình ảnh khỏa thân. Những cái gì mà khỏa thân không có mặc quần áo đó là nudity. Khỏa thân không phải là tục tĩu nha anh chị em. Cho nên á, mấy người đưa mấy cái hình khỏa thân lên á, hello chị Rose Nguyễn, nó không có phải là tục tĩu, cho nên mình đừng có hiểu lầm. Khi mà người ta nói chuyện mà khiêu dâm á, nó mới là tục tĩu. Có nghĩa là một cái lời nói hay một cái hình ảnh mà khiêu gợi lên một cái lòng ham muốn bậy bạ nào đó thì mới là tục tĩu. Còn như họ chỉ quăng lên mấy cái bộ phận sinh dục đó, cái đó không phải là tục tĩu, mà cái đó là hiểu theo medical term, là những cái văn từ của về bên bên khoa học á, dạ bên khoa học á, thì là những cái bộ phận trong cơ thể của con người ta. Chúng ta có da thịt, chúng ta có xương, có tai, có mắt, chúng ta có mũi, có miệng, có đủ thứ hết. Thì đó là những cái văn từ mà cái nudity á, trong cái nudity mà khỏa thân đó đó, thì đó là một cái tên của bộ phận trong cái cơ thể mà của mình mà thôi. Nhưng mà tại vì cái bộ phận đó là một cái nơi mà vùng kín, không có ai nói ở trong cái văn viết nhiều, cho đến khi mà mình có học về dạ mỹ thuật của cái nudity, mỹ thuật của cái khỏa thân, thì chúng ta có học về những cái khoa học đó, thì chúng ta mới thấy là những cái từ này là những cái từ gọi, nhưng mà nó có từ gọi nó rất là hay. Còn những cái từ dân gian đó thì họ sửa lại thì nó nghe nó ghê gớm lắm, cho nên mình nghe mình thấy nó dơ giấy, đó là ở điểm đó. Nhưng mà thật ra nếu mà quăng lên những cái bộ phận sinh dục á, nó không phải là những cái sự tục tĩu mà mình cho rằng không có nên nói. Nhưng mà tại vì cái văn nói nó khác với văn viết, lúc nào cũng vậy hết. Văn nói thường thường nó nói theo kiểu dân gian đó thì nghe nó hơi ghê tởm chút xíu, còn mà văn viết đó thì mình nói theo như là bác sĩ, như là khoa học á, khoa học gia rồi đó, thì mình thấy nó bình thường đó anh chị em. Cơ thể, bộ phận cơ thể của mình là chuyện rất là tự nhiên, rất là bình thường nhé. Rồi, Ngọc Lục xin kết thúc và xin chào anh chị em nhé.
Chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an trong một ngày hôm nay. Bye bye. Đâu mất rồi.